Xin chào quý vị và các bạn khán giả trên kênh Dùng Đất Rồng nha. Hôm nay thì mấy anh em trong đội kỹ thuật đang ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước quý vị các bạn. Đang ở trong một cái vườn nhà cũng nhiều mai lắm. Trong đó nó có hai cây bị si quý vị các bạn ha. Như cây này si cũng lâu rồi nè. Kê nó đứng lá nó vàng héo hết. Cây cũng to đẹp quý vị các bạn, tàn đều. Bên này là cây thứ hai nè, mai tàn không à. Lá đứng nè. Cháy lá, vàng lá hết à. Xuống lá hết à. Hai cây. Cây này cũng 6-70 hoành đó. Bây giờ mấy anh em sẽ tiến hành xả tàn bớt, con tàn lại bớt, sau đó thì xuống lá xử lý lại bộ rễ rồi thay cái chất trồng mới. Như cái chất trồng cũ quý vị các bạn thấy ở đây là chấu ung, chấu chín nè. Nè. Mà nó khô rang. Thấy không? Giữa đầu cây nó không si quý vị các bạn. Đó, chấu nè. Tiện đây thì chắc quay cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng một số cây còn lại trong vườn này luôn. Cây này khủng nè, trăm vành. Cây này hoành trăm quý vị các bạn. Hoành 100. Đã không? Mấy cây này thì ngon lành. Đã không? Quý vị các bạn nào muốn giao lưu thì cứ comment dưới lấy thông tin của chủ vườn đây nè. Lấy thông tin giao lưu luôn nè. Cây này đế rễ cũng đẹp nè. Đó. Như mấy cây này thì ngon lành không? Kê đồ đi. Ngon lành không? Đoạn này cũng chịu sưu tầm mai cái gì các bạn, chơi mai. Cây này cũng đẹp quá chừng nè ha. Đó. Cây này hoành cũng 7-80 á. Đế đẹp lắm. Nghe đó, đế nở đẹp lắm mà đang lắp lại hết. Bên đây còn mấy cây nữa nè. Quay cho cái gì các bạn chiêm ngưỡng luôn nè. Cây này bồ đế khủng lắm. Mai này là mai miền Đông quý vị các bạn, chứ không phải mai miền Tây. Đây, cây này mai tàn nữa nè. Đó, kiểu tàn dù á. Cái củ ghê không? Cây này hoành chắc cỡ 60-70 á. Tàn dù đẹp. Một thân một cốt dốc ngọn. Nhưng mà tàn dù. Quý vị các bạn nào muốn giao lưu mấy cây này cứ comment dưới lấy thông tin nha. Mấy cây này thì bạn chủ vườn là có giao lưu đó. Biết
Bao cái dễ rõ rồi.